Hello, xin chào tất cả các bạn. Sau đây mình tự giới thiệu, mình là Nguyễn Lý, huấn luyện viên dạy bộ môn Sapadan. Và bộ môn này thì nó rất là tốt cho sức khỏe và rất là tốt để chị em chúng ta luyện tập thể dục, vừa giảm stress, vừa có sức khỏe và vừa có thân hình cân đối đẹp. Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các chị em cái kỹ thuật đầu tiên, những kỹ thuật để có bước nhảy nhẹ và đẹp. Để có bước nhảy nhẹ và đẹp thì các chị em cần phải có những cái kỹ thuật như sau. Bây giờ kỹ thuật rung này, nhún này, giật và bật. Bốn kỹ thuật đó nó ở tổng hợp ở trong một bước nhảy, đó là bước rung nhún. Rung nhún ở trong đó. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu. Mình giới thiệu với các bạn cái kỹ thuật đầu tiên, đó là kỹ thuật rung, tạo độ rung. Làm thế nào để có độ rung tốt? Nhảy sắp đang thì càng rung tốt thì lại nhảy càng đẹp. Và một cái chú ý đầu tiên mình chú ý cho các bạn, đó là các bạn nhảy sắp đang không được đi cả bàn chân. Đi cả bàn chân nhảy rất là nặng, mà chúng ta chỉ đi bằng nửa bàn chân. Các chị em mới tập chúng ta chú ý tập thăng bằng là đi bằng nửa bàn chân, khiến cái gót ra đây đi bằng nửa bàn chân như thế này. Phải để cái gót có độ hở này, hở 2-3 phân để nó tạo được cái độ rung. Càng tập lên cao thì các chị em càng kiện được cao thì bước nhảy càng đẹp, độ rung cũng càng tốt và càng nhẹ. Vậy tạo độ rung là tạo như thế nào? Các chị em nhìn này cho rõ nhé. Đó là chúng ta kiễng thẳng chân lên, dùng toàn bộ cơ thể dồn lực vào cổ bọc cổ chân, dồn lực vào cái cổ chân của chúng ta rất là cần khi nhảy sắp ra thì cần khỏe cái cổ chân, và dồn lực vào mũi bàn chân, năm ngón chân đứng chân đứng bằng trên năm ngón chân đó. Mình tập lâu rồi thì mình có thể đứng được rất là cao như thế này, nhưng các bạn mới tập các bạn kiễng như thế này thôi, nhưng vẫn phải đi bằng kiễng như thế này, đi kiễng nhá, chứ không đứng cả bàn chân. Đứng cả bàn chân như này thì nhảy nó không đẹp đâu, mà nó nặng, nó mệt. Các bạn biết là khi mà chúng ta đi cả bàn chân như này rất là nặng, nhưng chúng ta đi bằng mũi bàn chân thì nó rất nhẹ, đúng không ạ? Vậy tạo độ rung thì chúng ta chú ý chưa? Các chị em chú ý là gì? Chúng ta đứng thẳng chân, khóa chặt chân vào. Khóa chân là như thế này, chúng ta nhấc chân lên và chúng ta đây gọi là thả lỏng chân, thế này gọi là thả lỏng. Và chúng ta chắc chân như thế này gọi là khóa chân chặt vào, dồn lực vào mũi bàn chân chặt vào đấy, để chúng ta đứng lên kiễng bật lên, tạo độ rung. Tạo độ rung đây chính là tạo độ rung, nhún nhảy tạo độ rung. Các chị em mới tập thì chúng ta chú ý chứ khó rèn một bước nó làm chúng ta đứng nửa bàn chân đằng trước, chúng ta tạo độ rung. Vậy thì mình phải dồn lực vào cái mũi bàn chân này, dồn lực vào nửa bàn chân này, đứng chắc vào nửa bàn chân và chân phải thẳng ra, lên gần chân, khóa chân, cũng khóa chân chặt vào, được không? Tạo độ rung này. Tạo độ rung, mình nhún nhảy này là tạo độ rung cho nó. Tạo độ rung, từ rung hai chân chuyển sang rung một chân, chuyển rung một chân, tạo độ rung một chân, đấy, tạo độ rung đấy, nó sắp được. Thế này gọi là tạo độ rung. Tạo độ rung nhá, chú ý đây là cái kỹ thuật đầu tiên để có bước nhảy có độ rung nhún. Các bạn mà không tập cái bước rung nhún này, các bạn vào một cái các bạn học bước nhảy ngay, các bạn cũng thuộc được bước nhảy, thế nhưng mà nó không có độ rung, nhảy nó không đúng nhịp, nó không có nhịp, nó không đẹp. Cho nên là muốn nhảy đẹp nhẹ thì cần phải tạo độ rung. Đấy, các bạn cùng chúng mình cho mình đây là kỹ thuật đầu tiên rung nhá. Tạo độ rung một cách nào? Rung chuyển chân, rung một chân rồi chuyển đúng hai chân, tạo rung. Cứ tập dần nó sẽ quen. Không có một cái môn nào mà nhảy mình thấy nó lúc đầu kỹ thuật nó yêu cầu như vậy, nhưng khi tập được rồi thì nó rất là dễ, rất dễ. Cái bước tiếp theo mà mình hướng dẫn kỹ thuật tiếp theo trong cái nhảy Sapada đó là kỹ thuật nhún. Nhún là như thế nào? Là các bạn nhún chân xuống để chúng ta tạo đà. Mỗi bước nhảy, mỗi nhịp đi, mỗi nhịp nhịp đi để nhảy đều có nhún. Ví dụ như cái nhịp đưa chân này, đưa chân lên trước nhún, đây phải có nhún này, đẩy lên này, đưa chân để chúng ta nhún để chúng ta lấy đà để đưa chân đi. Chứ nếu đúng như thế này thì không có đà để chúng ta phải có nhún này, nhún
chân, nhún để bước chân, nhún 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 để bước chân. Vậy thì nhún, các bạn nhún cho mình, nhún thả, nhún thả, nào tập nhún nè, nhún thả, nhưng không được giật vào gối như thế này, nhún và căng chân ra, nhún nhún để tạo bước nhún 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 và giật nó gần giống nhau, nó cùng nằm với nhau trong một cái động tác. Đây là nhún nhá, nhún 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 này. Đấy, các bạn cứ tập nhún đi, nhún trùng căng chân ra, căng căng căng, đấy là nhún. Đây tập nhún này, nhún từ một nhún một chân, các bạn nhấc lên nhún hai chân, nhún 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 nhún, tạo độ nhún ở trong bước nhảy. Đây là cái kỹ thuật thứ hai các bạn cần phải thực hiện, tạo độ nhún rất là dễ. Đây là các cực kỳ dễ mà, nhún trùng xuống, trùng căng chân, trùng căng, trùng căng, căng chân ra, căng gối ra, không được giật cổ của bạn, không được giật, trùng và căng gối ra. Và kỹ thuật tiếp theo, kỹ thuật thứ ba đó là kỹ thuật giật. Kỹ thuật giật là kỹ thuật như thế nào? Nhún và giật nó cùng trong một động tác, một thuật luôn nhé. Cái động tác nhún giật nó cùng với nhau, nhưng mà mình phân tích ra để cho các bạn hiểu. Bây giờ mình làm kỹ thuật giật cho các bạn. Đó là các bạn nhún, đây là động tác nhún nè, nhún. Sau đó các bạn đứng gần thẳng chân lên, các bạn đứng gần thẳng rồi, các bạn giật đùi, nhún đứng gần thẳng chân lên, giật đùi, nhún đứng gần thẳng chân, giật đùi. Đấy là giật, đấy gọi là kỹ thuật giật này, chứ không giật như này, chứ không giật, không giật vào gối. Giật gối thì thật là nó lỏng gối. Thứ nhất là sẽ bị không đúng, không có lực cho bước nhảy. Thứ hai nữa là các bạn giật nhiều nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái khớp gối đấy. Gối của chúng ta sẽ bị trầm thành đấy, nếu mà giật không chắc gối. Vì thế các bạn nhún này, nhún trùng chân xuống, đây gọi là nhún, thế thì hướng dẫn các bạn kỹ thuật nhún thôi. Thẳng chân giật đùi, nhún thẳng chân giật đùi, nhún gần đứng thẳng rồi sau một giật, nào đứng lên đặt thẳng, giật nhún giật nhún giật nhún giật, đứng gần thẳng lên rồi xong chúng ta mới giật đùi, nhún đứng gần thẳng và giật đùi, chứ không giật vào đầu gối để nó có lực. Nhún gần thẳng giật đùi, các bạn tập sẽ phân biệt đấy. Nhún này đứng gần thẳng lên và sau đó giật đùi, nhún đứng gần thẳng và giật đùi. Đấy là kỹ thuật giật, giật với nhún nó cùng với nhau, nhún giật nhún giật, nhưng nhún không phải giật một cái, nhún chúng ta đứng gần thẳng lên chúng ta giật, nhún đứng gần thẳng và giật đùi, nhún đứng gần thẳng và sau đó chúng ta giật đùi. Đấy là kỹ thuật giật. Các bạn nhớ nha, căng chân ra nè, giật đùi căng chân ra. Và kỹ thuật tiếp theo nữa mình sẽ hướng dẫn cho mọi người, đó là kỹ thuật bật. Dung, nhún, giật và bật. Bốn kỹ thuật này tạo thành một cái bước gọi là bước dung nhún. Đây là kỹ thuật cần thiết và làm cho bước nhảy của chúng ta nhẹ và đẹp. Nếu các bạn không tập kỹ thuật này, các bạn vẫn vào bước nhảy được, nhưng bước nhảy nó nặng, nó không nhẹ, nó không phiêu chân, nó không đẹp đâu. Bước nhảy không mượt. Vậy phải tập tốt cái kỹ thuật này thì bước nhảy mới mượt. Thế tại sao các bạn nhìn ở trên mạng, một số bạn nhảy rất là nhẹ nhưng một số bạn nhảy nặng đúng không? Những bạn nhảy nhẹ đấy người ta tập cái kỹ thuật dung nhún này cực tốt. Ví dụ mình thì là kỹ thuật dung nhún này mỗi lần khi bạn nhảy là lúc nào mình phải tập dung nhún để rèn luyện cái đôi chân khỏe. Bước chân nó cũng không bị siêu đổ. Và kỹ thuật cuối, kỹ thuật thứ tư nhá. Kỹ thuật thứ tư đó là kỹ thuật bật. Bật là bật thế nào? Bật là chúng ta rung, nhún này, rung này, nhún, giật và bật lên. Bật lên, đây gọi là bật. Bật, bật, nhún, bật, nhún, bật lên, bật lên, bật lên, đẩy lên lên, bật, bật lên, nhún, bật lên, bật, bật. Trong cái bật này thì nó bao gồm có cả kỹ thuật rung, nhún, giật và bật này. Tạo độ rung này, phải tạo độ rung này, xong nhún này,
giật bật chân lên, tiếp tục này, đây là giật bật lên này, bật lên, chúng ta bật lên khỏi, dùng lực đẩy bật lên, bật 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 bật. Các bạn dùng đúng là các bạn không bật thì các bạn chỉ dùng đúng lực như thế này thôi, nhưng các bạn phải bật lên thì dùng đúng lên mạnh, bật này, bật 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 đấy. Đây là dùng đúng giật và bật. Vậy trên đây chỉ cần bật lên, tôi nhún bật lên, dùng đúng lại bật lên, dùng đúng bật lên. Đấy là kỹ thuật bật. Bây giờ mình sẽ tổng hợp lại các bước vị bốn kỹ thuật. Nó nằm trong bốn bước, nó là dùng đúng thôi nhưng là có bốn kỹ thuật nhá, bốn kỹ thuật. Các bạn chú ý này, đây mình đang làm này gồm bốn kỹ thuật này. Bao giờ dùng mình cũng tạo dùng này, sau mình phải có nhún này, sau mình phải có giật này, sau mình phải có bật lên này. À, rung rung này, nhún giật đùi và bật lên, nó không có bốn bước đấy, các bạn cứ tập thì sẽ biết. Nào, nhún này, rung thì cũng là một rung đùi, nhún và giật cái đùi và bật lên đấy. Đó bốn kỹ thuật đấy, nó nằm trong một cái bước mà mình thực hiện đấy. Đây đây chính là kỹ thuật rung nhún giật và bật, rung nhún giật và bật. Nhớ các bạn tiếp xúc vào mỗi bàn chân, nếu muốn đẹp và muốn nhanh đẹp các bạn phải khóa chân xuống đất, tiếp xúc đất bằng mỗi bàn chân, sau đó bật lên, tiếp xúc mỗi bàn chân để bật lên để tạo độ rung. Mình rung cho các bạn nhìn đi, rung nhún giật bật, rung nhún giật bật, rung nhún giật bật, rung nhún giật và bật. Bốn kỹ thuật nó nằm ở trong cái bước này, bước này cực kỳ quan trọng luôn. À, đây tạo độ rung và một bước nhảy nhẹ đẹp tạo độ rung, thẳng chân xuống, bật cao lên, bật 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 lên, bật bật lên, rung đúng là tốc độ cao, rung đúng là tốc độ cao này sẽ giúp cho các bạn chúng ta có thể vào một bước giật ra mạnh, giật chân ra sau vào một bước chạy bộ được, từ rung nhún vào một bước chạy bộ. Đấy là bốn kỹ thuật và để có bí quyết làm thế nào để đẹp thì các bạn phải thực hiện tuân thủ những kỹ thuật này. Bạn thực hiện tốt, tập thường xuyên cũng là một cách mà rèn luyện cho chúng ta đôi chân chắc khỏe và có sức khỏe tốt để chinh phục được bước này, bởi vì cái bước sắp đang mình thấy nó rất là đẹp. Xin chào các bạn.